Ví dụ như là bây giờ mình sẽ thực hiện định nghĩa cái hàm giải phương trình bậc 2 truyền vào ba hệ số ABC và sau đó thì trả về cái số nghiệm và nghiệm x1, x2 nếu có, trả về tham chiếu đó. Thì chúng ta sẽ định nghĩa cái hàm đó. Đầu tiên thì như tôi nói các bạn là chúng ta phải dự tính trước là những cái số nghiệm có thể trả về. Chúng ta quy ước trước, ví dụ như là vô nghiệm thì cái SN sẽ bằng 0. Một nghiệm thì SN bằng 1, hai nghiệm phân biệt thì SN bằng 2, ba nghiệm nghiệm kép thì là SN bằng 3, vô số nghiệm SN bằng 4, ví dụ vậy. Chúng ta dự tính cái đó. Để chúng ta truyền vào. Nếu khi A bằng 0 mà B bằng 0, mà C bằng 0 thì là vô số nghiệm rồi, được chưa? Đó, ngược lại thì chúng ta sẽ có số nghiệm bằng 0, tức là vô nghiệm. Trường hợp này thì chúng ta sẽ có số nghiệm bằng 1, x bằng trừ C trên B. Ở đây là giải phương trình bậc 2, giống như hướng dẫn, không có gì hết. Chúng ta phải trả về theo cái quy ước trên này, chúng ta trả về cho đúng thôi, không có gì hết. Đấy. Và sau khi mà các bạn định nghĩa xong cái hàm này thì bây giờ chúng ta mới áp dụng vào trong void main này. Chúng ta sẽ khai báo các cái biến ABC hệ số phương trình bậc 2, nghiệm x1, x2 và số nghiệm SN. Và sau đó các bạn nhập vào ba cái hệ số này, gọi cái giải phương trình bậc 2 này. Đấy, chúng ta gọi giải phương trình bậc 2 không? Sau khi mà gọi giải phương trình bậc 2 này xong thì các bạn mới xét cái số nghiệm này. Đó, giống như quy ước khi nãy đó, nếu không nó trả về không thì các bạn sẽ in ra cái gì, nếu trả về là 1 thì in ra cái gì, nếu trả về là 2 thì in ra cái gì. Đó, tức là khi mà trả về là 2 thì chúng ta sẽ có được hai nghiệm phân biệt và chúng ta sẽ xuất ra. Nhớ tí chứ? Đó, nếu mà có trả về 2 thì chúng ta có hai nghiệm phân biệt và chúng ta sẽ xuất nó ra. Nếu trả về là 3 thì chúng ta sẽ là có một nghiệm, phải không? Kép trả về 4 vô số nghiệm. Đó, tức là sau khi gọi cái hàm này, các bạn thấy không? Gọi cái hàm này. Ở trên này tôi nhập xong ở đây gọi ha. Tại vì cái hàm này là cái hàm void. Cái hàm này là hàm void, do đó nó không trả về giá trị, hàm không trả về giá trị mà nó chỉ trả về giá trị thông qua các cái tham số thôi. Tham số thành ra là cái hàm void không trả về giá trị thì các bạn gọi không như vậy nè. Đó là cái bài tập